Lạm phát Việt Nam dự báo là bao nhiêu tháng 6 2023? Lãi suất sẽ tiếp tục hạ vì những nguyên nhân sau đây. Dự báo từ ngân hàng đa quốc gia của Anh, ngân hàng Standard Chartered nói về những chỉ số ở khía cạnh kinh tế vĩ mô trong giai đoạn tháng 6 của Việt Nam, nhiều khả năng sẽ vẫn được cải thiện ở mức vừa phải khi đối sánh với dữ liệu của tháng 5 năm 2023. Về vấn đề lạm phát, sẽ có sự tích cực khi tiếp tục giảm xuống 2,2% so với cùng kỳ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhận thấy doanh số bán lẻ vẫn tăng trưởng mạnh ở mức 12,2% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm 0,8% so với cùng kỳ xuống mức 7,6 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI cam kết giảm 7,3% xuống mức 10,9 tỷ đô la Mỹ. Khi nói đến khía cạnh mất điện thời gian qua, Ngân hàng Đa quốc gia của Anh đánh giá điều này có sự tác động đến chuỗi giá trị và sự liên tục của nền kinh tế. Đặc biệt là khi Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, đơn hàng ít, doanh nghiệp phải nhận nhiều đơn hàng trái với chuyên môn. Xuất khẩu được dự báo sẽ giảm 5,2% so với cùng kỳ tháng 6 nhập khẩu giảm 17% và tăng trưởng sản xuất công nghiệp lên 1,2%. Thẳng dư thương mại có khả năng tăng lên 4,1 tỷ đô la Mỹ từ 2,2 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5. Ông Tim Lee, nhà phân tích kinh tế ở khu vực Thái Lan cũng như thị trường Việt Nam, làm việc cho ngân hàng đa quốc gia của Anh, ngân hàng Standard Chartered cho biết: "Chúng tôi đánh giá ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện đang hướng tới nhiều và sự tăng trưởng, trong khi đó khía cạnh lạm phát giá cả của nền kinh tế giảm bớt, mặc dù ngân hàng nhà nước đang đảo chiều chính sách thắt chặt tiền tệ được thực hiện vào năm ngoái." Các phiên hạ lãi suất tiếp theo sẽ không nhiều hơn 50 điểm cơ bản do những lo ngại về rủi ro lạm phát và bất ổn tài chính vẫn còn tồn tại ít nhiều.